Đây là hình ảnh nhộn nhịp, tín hiệu rất vui trong những ngày đầu tháng 6 năm 2019 trên quốc lộ 31 từ phố Kim, xã Phượng Sơn đến thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cả khu phố như được nhuộm đỏ với những sọt vải đỏ mọng khổng lồ xếp hàng dài để bán cho thương lái. Mặc cho cái nắng oi bức, mồ hôi ướt đẫm, ông Nguyễn Văn Ba, xã Quý Sơn vẫn cười tươi với mùa vải năm nay khi sọt vải vườn nhà được mua 35.000 đồng 1 kg. Chúng tôi đây mất mùa thì được khoảng 3 tấn thôi, nhưng mà nói chung là 3 tấn năm nay thì bằng khoảng 15 tấn năm ngoái. Nói chung là năm nay so với năm nãy thì trồng tất cả các loại vải cái độ 10.000 nhé. Nhưng mà cái giá như đầu mùa thì phải được hơn trăm triệu. Cho đến thời điểm này, giá vải thiều chính vụ vẫn ổn định ở mức cao từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng 1 kg, cao hơn nhiều lần so với các năm trước. Doanh thu từ vải thiều đã đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Năm nay, diện tích vải thiều Lục Ngạn đạt hơn 15.000 hectare, trong đó sản xuất theo Việt Gap và Global Gap trên 12.000 hectare. Sản lượng vải ước đạt khoảng 80.000 tấn. Giá cả và sức mua vải thiều năm nay giữ được mức ổn định. Có gần 390 thương nhân Trung Quốc trực tiếp đến Lục Ngạn để giám sát, thu mua vải tại hơn 500 địa điểm. Với hình thức này, doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất hàng khi có hợp đồng, tránh được rủi ro khi hàng đến biên giới bị ùn ứ, hư hỏng. Qua thống kê nhiều năm, thì cái thị trường tiêu thụ của vải thiều Lục Ngạn khoảng 50% là tiêu dùng trong nước và 50% xuất khẩu. Trong số xuất khẩu thì có đến 90% là xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Còn hiện nay thì vải thiều Lục Ngạn thì cũng đã xuất khẩu được hơn 30 nước trên thế giới. Thế và một cái thông tin mới nhất thì đó là lô vải thiều đầu tiên của Lục Ngạn đã được xuất khẩu vào thị trường Mỹ và đã được phía Mỹ chấp thuận. Những tín hiệu tích cực của mùa vải năm nay nhờ vùng vải Lục Ngạn kiên trì đeo đuổi quy trình sản xuất Việt Gap, Global Gap, quyết tâm tìm kiếm đầu ra bằng những giải pháp khả thi của các chương trình xúc tiến tiêu thụ vải trong nước và xuất khẩu.